và pháo phòng không huy động 3.800 quân, cùng với đó là hơn 3.000 quân từ các đơn vị khác. Về cơ giới, quân giải phóng huy động 48 xe tăng, xe thiết giáp, trong đó bao gồm 17 xe chiến lợi phẩm thu được từ Việt Nam Cộng Hòa. Lực lượng quân giải phóng trực tiếp tấn công vào thị trấn An Lộc, tổng cộng hơn 15.000 bộ đội. Ban đầu con số này là khoảng 10.000 quân, nòng cốt là các đơn vị thuộc sư đoàn 9, 2 trung đoàn pháo binh mặt đất, 4 tiểu đoàn pháo phòng không và tiểu đoàn 20 tăng thiết giáp. Về sau tăng lên 15.000 quân, đồng thời được bổ sung thêm tiểu đoàn 21 tăng thiết giáp. Tham chiến ở vòng ngoài là sư đoàn 5 và sư đoàn 7 cùng một số đơn vị chính quy khác. Trực tiếp chỉ huy lực lượng quân giải phóng trong trận đánh tại An Lộc có thượng tá Bùi Thanh Vân, sư đoàn trưởng sư đoàn 5 và thượng tá Nguyễn Thới Bưng, sư đoàn trưởng sư đoàn 9. Để yểm trợ cho chủ lực, quân giải phóng còn huy động thêm 63 đơn vị bộ đội địa phương. Điều này dẫn đến lực lượng dự bị còn lại của họ rất mỏng, chỉ còn 3 trung đoàn chính quy, 201, 205 và 207 cùng các đơn vị du kích, khiến trận An Lộc không khác gì một canh bạc tấp tay. Sự tham gia của du kích vào trận đánh là khá hạn chế do chiến trường diễn ra chủ yếu trong khu vực đô thị. Vì vậy, du kích đa số nhận nhiệm vụ hậu cần, trinh sát hoặc hỗ trợ di tản dân sự. Về phía Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ, phòng thủ trực tiếp tại thị trấn An Lộc, phía quân đội Việt Nam Cộng Hòa có tổng cộng 32.500 binh sĩ với hàng trăm xe tăng, xe thiết giáp, trong đó giai đoạn đầu là khoảng 7.500 quân, bao gồm các đơn vị chủ lực của sư đoàn 5 bộ binh, liên đoàn 3 biệt động quân cùng lực lượng dân vệ và địa phương quân. Trong quá trình diễn ra trận đánh, Việt Nam Cộng Hòa đã bổ sung cho phòng tuyến An Lộc thêm 25.000 quân, bao gồm cả tăng viện đánh giải tỏa đường 13 và tăng viện trực tiếp vào trong thị trấn An Lộc. Trực tiếp chỉ huy lực lượng Việt Nam Cộng Hòa trong trận đánh tại An Lộc có chuẩn tướng Lê Văn Hưng, tư lệnh sư đoàn 5 bộ binh và đại tá Lê Quang Lưỡng nắm quyền các đơn vị Đình Dù. Đại tá Lê Quang Lưỡng về sau được điều động tham gia chiến dịch tái chiếm Quảng Trị từ tháng 6 năm 1972, đạt được khá nhiều thành tích nên được thăng quân hàm chuẩn tướng. Còn chuẩn tướng Lê Văn Hưng sau này là một trong những tướng lĩnh đã bắt quân lệnh đầu hàng của chính quyền Dương Văn Minh trong sự kiện 30 tháng 4 năm 1975. Ông quyết không chạy trốn di tản sang Hoa Kỳ và cũng không chấp nhận đầu hàng quân giải phóng. Thay vào đó, ông lựa chọn quyết định tự sát bằng súng lục bắn vào tim. Những sự kiện này chắc chắn chúng